Hello, xin chào anh em. Rất vui vì đã quay trở lại với kênh video của mình ngày hôm nay ha. Thì trong video hôm nay thì mình sẽ tiến hành đua top 7 ngày của một con ngạc ở cụm rất là mới, là cụm 435. Và hiện tại là con ngạc mình ém trí được 7 ngày rồi. Đấy, và nạp 45k vàng nha anh em, 45k vàng. Thì nó tầm mà tương đương là khoảng 12 triệu á, 12 triệu. Đấy, là giá mà nạp bên mình nha. Còn nếu anh em nạp bên ngoài thì nó sẽ rơi từ tầm khoảng 14 triệu mấy á. Ok, thì ở đây thì mình đã tiến hành ém trí trong vòng 7 ngày. Đấy, rồi mình đã nhận được khá một mốc thành tựu rồi. Ở đây đáng lẽ là mình nhận được 6 mốc ngày 6 ngày 7, nhưng mà do treo không kịp á. Tại vì mình phải tốn thời gian bung rồi mình đi ải nữa, nên mình tạm dừng ở đây thôi. Đấy, nếu mà mình treo lên mốc ngày 7 thì mình sẽ được khoảng 20 triệu ngân lượng đó. Thì 20 triệu ngân lượng thì có cũng tốt, không có cũng không đáng kể nha. Nên đây mình bung luôn. Đấy, vì đầu tiên của em Trí là mình sẽ... Do bạn này đầu tiên, bạn này không biết chơi, ngày đầu không biết chơi, bạn này nhận về hai con Trí là con hàng tính và con kim trọng. Nên mình cũng không có nâng, tại vì nâng lên nó sẽ bị Trí. Tại vì lúc đưa cái ạc thì nó cũng gần 9k trí rồi. Đấy, mình không thể nâng lên được. Bây giờ nên mình cứ để về mình treo luôn để mình lấy cái số lượng. Bây giờ mình sẽ nhận về con Vương Thí Kiều nha anh em. Đã nhận về Vương Thí Kiều. Hàng tính thì mình sẽ không nâng bây giờ. Tại vì... tương lai mà mọi người muốn nâng trí một con giữa hai con hàng tính và kim trọng á, thì kim trọng nó nâng trí sẽ ngon hơn. Tại vì cái skin sau này skin của kim trọng nó sẽ cho mình ra thêm một cái skin trí 5 sao nữa. Nếu mà mọi người mặc skin của hàng tính thì nó sẽ chuyên về vỏ hơn ha. Nhưng mọi người ha, sau này mặc skin hàng tính nó sẽ skin vỏ. Thay vì đó thì mình sẽ nâng được kim trọng, mình sẽ có hai skill 5 sao và một skill 4 sao. Mình thao mình đập xích trí vào. Đấy, xích trí thì bây giờ mình sẽ bung nha. Mình bung ở đây thì mình có được mấy chục cuốn vỏ này. Đấy, ngân lượng này mình sẽ bung. Nhiều bạn nói là bung sách trước hay là nâng leo vào trước thì nó là đều như nhau nha anh em, hai con là đều như nhau nên mọi người bung cái nào cũng được. Ở đây thì 7 ngày đầu thì như nhiều video mình á, mình đã hướng dẫn cho mọi người là mình sẽ lấy chiều cao. Tại vì sao lấy chiều cao? Tại vì chiều cao thì nó chỉ có một điểm trí lực thôi. Đấy, hoặc là mọi người có nhiều anh em cũng có thể lấy Ngụy Trung Hiền. Đấy, cái con Ngụy Trung Hiền này nè. Đấy, Ngụy Trung Hiền thì nó cũng có một điểm trí lực, nhưng mà nó có tới kêu vỏ 6 sao nên hơi khó đập hơn. Đấy, anh em nói chung là anh em muốn thử vận may cũng có thể lấy Ngụy Trung Hiền. Ở đây thì mình nạp 40k để mình có thể lấy được hai con tứ giang thì nó sẽ kích búp vòng sáng này 30%, thì mọi người sẽ lợi hơn một con. Anh em nào có điều kiện thì mình có thể nạp 40k, còn nếu không có điều kiện thì mình nạp 20k thôi cũng được. Đây, mình lấy một con tứ giang mình nâng cũng ok. Bây giờ mình sẽ ưu tiên mình nâng cho con triệu cao lên cấp 200 trước nha anh em, để mình đập cho mấy con này để cho nó đi ải. Đấy, tại bây giờ mình có hai con tứ giang rồi thì mình sẽ đập cho một con, hai con nó ngang nhau. Đấy, hai mình nâng hai con nó ngang nhau để cho nó, để mình đi ải được ok hơn. Đấy, đề bạc lên. Trong quá trình mà chơi 7 ngày đầu á, nhiều video mình đã nói rồi, hôm nay mình sẽ nhắc lại là mọi người nhớ tham gia hoạt động liên minh, rồi mấy cái hoạt động đánh boss liên minh, rồi đánh các nhị đa hoặc là đánh quân Mông Cổ 12 giờ mỗi ngày á, mình phải nâng tham gia đều lên để cho mình có thể mình lấy cái điểm đó mình đổi mấy cái quần áo trang phục để mình nâng cấp tướng, cho mơ là mình không có đồ để mình nâng cấp tướng nha anh em. Đấy, mấy cái vấn đề rất quan trọng. Nhiều khi mình bạc quá trời luôn, nhưng mình không có trang phục của mình nâng. Đấy, dẫn đến là mình có bạc mình chả biết tiêu vào đâu. Đấy, tại vì không có đồ để nâng tướng mà. Đấy, 150. Đấy, đề bạc lên. Mình nâng thẳng cho con triệu cao lên 200 luôn. Mọi người nếu mà treo thu hoạch 7 ngày, full 7 ngày thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1 tỷ bạc. Tỷ bạc thì anh em có thể nâng được khoảng 3 con lên 200.
Đấy, anh em có thể nâng 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 một con vỏ, một con chiếu và một con mị. Đấy, anh em có thể nâng. Ở đây thì mình sẽ nâng mấy con này để mình leo ải. Thì mình sẽ nâng hai con vỏ lên 200. Đấy. Mặc đồ vào. Ok. Anh em biết tiếp theo là mình sẽ nâng con kim trọng lên 200 luôn. Ngụy Trung Hiền thì mình nâng sau. Mình nâng để mình đập những con chính trước. Mình sẽ nâng kim trọng lên 200. Rồi cao trường cung cũng lên 200 để mình đập mị cho nó. À nhầm, cao trường cung mình lên 150 thôi. Còn bao nhiêu thì mình sẽ đập cho con Ngụy Trung Hiền. Ngụy Trung Hiền là con tứ giang mới mình nhận về. Còn nếu anh em mà chỉ có một con tứ giang thì mọi người đập đều cho ba con là con kim trọng, cao trường cung và chiều cao nha. Đấy. Tại vì sao mình lại không đập cho cao trường cung? Tại vì cao trường cung á, nếu mình muốn đập cho nó mạnh á, là mình phải đập cho thêm tại vì hiện tại là nó chưa có hồng nhan. Đấy, hồng nhan VIP 4 mới có, nhưng mà bây giờ mình vẫn có hồng nhan đó, nhưng mà mình chưa có nâng điểm thân mật cho con hồng nhan nên nó không có kích được cái chỉ số buff. Nếu mà kích cho nó lên chỉ số buff thì mình phải cho nó ăn 200 điểm thân mật lận. 200 điểm thân mật rồi cho dù mình có nâng cho nó thì nó cũng chỉ buff tầm 5 hoặc là 7% là cao. Đấy, 5-7% mà mình phải hy sinh 200 điểm thân mật đó thì hơi phí. Hay mình để 200 điểm thân mật đó để tới cái ngày mà mình đua điểm top điểm thân mật á, thì mình đua thì nó sẽ mình sẽ nhận được nhiều quà hơn, ăn top được cao hơn. Thế nên trong lúc chơi mọi người cũng phải tính toán cái nào mình nên buông, cái nào mình nên giữ nha, để tránh việc mình nạp quá nhiều tiền nhưng mà cuối cùng là mình không có cái nào đó cái nào. Đấy, rồi biết tích hàng, anh em đua top thì mình không cần vội vã để mình buông ngay từ sớm. Đấy, mình cứ để tới ngày 1, ngày 2 rồi để tới giữa ngày cuối mọi người coi mọi người có nên bung hay không. Đấy, bung có ăn top được hay không. Bung được thì mình ăn top thì mình mới bung, còn không ăn top được thì mình dạy gì mình bung, mình cứ để đó lần sau mình ăn. Đấy. Mọi người chỉ cần không, giai đoạn đầu thì mọi người chỉ cần không thọt trí là được. Đấy, không thọt trí là được. Đấy, cứ ví dụ như mọi người có thể đập sách trí trước. Đấy, để mọi người lấy ngân lượng. Còn mọi người về giai đoạn sau á thì mọi người không được thuộc vỏ. Đấy, mọi người sẽ đập sách vỏ trước, mình để dành sách còn lại. Khi nào mình cần bung thì mình bung. Ok. Đây là mình sẽ nâng cho con kim trọng lên level 200. Rồi sau đó mình sẽ quay sang mình nâng cho con cao trường cung lên 150. Rồi mình nâng tiếp con Ngụy Trung Hiền của mình. Đấy, con nâng tiếp con Ngụy Trung Hiền của mình lên 200, còn dư bao nhiêu thì mình lại đập tiếp cho con cao trường khung nha. Đấy. Ok, để bạc nó lên. Rồi, mình nâng cấp xong rồi mình đập sách sau nha anh em. Mấy con này thì mọi người nâng cho nó lên level 59 hết. Đấy, này lên 150 rồi. Ok. Và mình cũng phải xem sơ qua cái. Này mình lên thế lực là nó cho mình mấy con hồng nhan á anh em. Mọi người có hỏi có nên việc ém hồng nhan hay không? Thôi mình cứ bung đại đi. Ém làm gì? Đấy, ông top 1 server hiện tại là ông cũng đang VIP 5, ông này cũng còn VIP 6 rồi đó. 4 triệu 8 thế lực. Nhưng mà ông này không có ém trí nha anh em. Hoặc là ổng em trí rồi ổng bung sớm hơn mình thì mình cũng không đành. Nói chung là mình chỉ cần quan tâm là mình chơi tốt nhất có thể. Đấy, so với cái kinh nghiệm của mình đã từng từng chơi là được, mình không cần quan tâm người ta. Nhưng mà điều mình cần quan tâm người ta là người ta nạp có nhiều hay không, để coi người ta nạp nhiều hay không. Mọi người vào thưởng hẹn giờ nè. Đấy, sau đó mọi người kéo xuống mọi người coi số lần tiêu hao
nguyên bảo đây đấy. Mọi người thấy ông này là ông tiêu hao 92.000 kim nguyên bảo rồi, là cũng gần VIP 6 rồi đó. Đấy, gần VIP 6 rồi đó. Nên mọi người có thể đoán được là họ nạp bao nhiêu. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành ăn đan. Đan ngẫu nhiên thì mọi người sẽ chia cho con tứ giang. Mọi người sẽ chia cho con tứ giang. Đó, mình cho mình có hai con nên mình sẽ chia đều nha. Tại sao vì tại chia đan ngẫu nhiên cho tứ giang, tại vì tứ giang nó kích nè, mọi người thấy nè. Này vòng sáng nó là tăng phục tính võ lực và chính trị 30%. Mà cái đan ngẫu nhiên này á, thì nó sẽ ra cái xác suất là nó ra loại bốn loại ha, mà thấy không, bốn loại nhưng mà bốn hai nhưng mà bốn loại đó thì mình đưa vào con tứ giang thì nó sẽ rơi vào hai loại. Đấy, thì nó mình sẽ xác suất 50% là mình sẽ rơi vào đúng cái thuộc tính của con đó để nó búp nhiều hơn. Đấy, như vậy mình sẽ lời hơn thay vì mình chỉ dồn vào một con. Nó ví dụ như mình dồn kim trọng là nó chỉ lợi được cái quả trí thôi, còn mấy cái mà con một mấy cái đàn vỏ chính trị còn bị lật lại thì nó đâu có được búp đâu. Đấy, như vậy thì rất là lỗ nha. Đấy, quả vỏ lực thì mình cũng cho chiều cao ăn, tại vì chiều cao nó búp vỏ và chính trị mà. Đấy rồi, đấy tương tự như vậy, đang ngẫu nhiên thì mình cũng chia đều ra cho Ngụy Trung Hiền và chiều cao. Đấy, à quên, mình phải nâng cấp con Ngụy Trung Hiền lên chứ. Giờ mình sẽ nâng cho Ngụy Trung Hiền lên 200. Mình sẽ có hai con đam chính, đó là con Ngụy Trung Hiền và con Triệu Cao. Anh em có hai con tứ giang thì lợi thế rất là nhiều nha anh em, lợi thế rất là nhiều trong cái việc đua top, là mình có thể đi ải dễ hơn. Đấy. Rồi sau này mình đánh nha môn, rồi đánh này đánh nọ, rồi đặc biệt là nó kích cái vòng sáng này nè. Đấy, cái vòng sáng rất là lợi hại, tự nhiên mình được búp thêm 30% cho mỗi con, quá ngon. Thay vì mấy con tướng cùi cùi kia thì nó đâu có búp đâu. Đấy, ví dụ như mình nâng 1 triệu thế lực hình thành nó ra 1.3 triệu, còn ông kia ông nâng 1 triệu thì nó chỉ là 1 triệu thôi, mình lại lợi hơn 300k thế lực. Mà đối với những cái level đầu tiên 300k thế lực là mọi người phải nạp vài triệu, thậm chí là 3-4 triệu mới có thể lên được 300k thế lực. Đấy, cái lợi nó được chỗ đó. Còn nếu anh em thích cày chay á, thì mình cũng có một cái clip cày chay á, video hướng dẫn cày chay, mọi người có thể là search là hướng dẫn cày chay như thế nào Quang Lão Gia. Đấy, mọi người sẽ thấy clip của mình, clip đó cũng rất là nhiều lượt xem, hơn 50.000 lượt xem. Đấy, mọi anh em có thể nâng theo cái con cách đó của mình. Cày chay thì chắc chắn là mình sẽ lên chậm hơn người ta rồi, tại vì nhưng mà mình chơi mình không tốn tiền mà, mình chơi thư giãn là chủ yếu, thì anh em là cày chay có thể nâng tới cách đó, mình chơi lâu dài bền mà chắc. Đấy, mình không cần nạp nhưng mà mình có thể lấy được lại cái thời gian của mình chơi lâu hơn, dài hơn thì hôm nay mình cũng có thể vip, cũng có thể vip. Đấy, cái cảm giác mà mọi người chạy chay mà mọi người ăn đế hoặc là ăn vương, cảm giác nó thích lắm anh em. Đấy, mọi người có thể thấy nhiều anh vip không hoặc là vip một ăn đế ăn vương. Đấy, tại vì họ chơi rất là hiệu quả, thay vì họ nạp tiền thì họ có thể đầu tư thời gian nhiều hơn để chơi. Và mình thấy là những cái bạn kẻ chơi là cái tư duy của mấy bạn rất là tốt, mấy bạn chơi rất là hay. Mấy bạn tận dụng cái nguồn tài nguyên của mình rất là tốt anh em. Tại vì như với mấy anh em nạp nhiều á, thì với anh em nạp ví dụ một gói 20.000 kim bảo đi là thấy một đống đồ luôn, là bằng mấy bạn đập tích nhiều khi cả một tháng hoặc là hai tháng mới được bao nhiêu đồ đó, anh em nạp một phát bao nhiêu đồ đó, nên anh em đập thì mát tay lắm. Nhưng mà đối với mấy bạn mà dạng kỳ chay á, mọi người đập một cái cuốn mà kiểu mà vài cuốn sách thôi mà nó mít một phát, trời ơi, sót lắm anh em. Kinh nghiệm tư tịch thì mọi người sẽ ưu tiên cho võ nha. Đấy, tại vì mình giai đoạn đầu mình cần võ để mà mình leo top mà. Đấy, mình leo top. Ok, mình còn dư bạc thì mình sẽ nâng cho con Cao Trường Trung này lên level 200. Mình ở đây là mình có 4 con hàng level 200 rồi đó.
còn dư bạc bao nhiêu thì mình sẽ dồn vào hết cho một con bự hơn, đó là chính là con chiều cao nha anh em. Đấy, con chiều cao. Đây coi mình còn đủ đồ để lên một bộ đồ tím hay không. 1 2 3 à đủ đây. 1 2 3. 1 2 3. Để mình lên cho con cao trường cung lên cái bộ đồ tím tím để cho nó bằng bạn bằng bè nha anh em. Cao trường cung thì sau này mình nâng mỹ thôi. Một thuộc tính duy nhất. Một con tướng chỉ còn một thuộc tính duy nhất nha anh em, nhất nghệ tinh nhất tân vinh. Nhưng mà ngày đầu tiên thì mình vẫn đập cho nó ăn vỏ. Mình vẫn đập vỏ cho nó. Kinh nghiệm thư tịch thì mình sẽ đập vỏ, còn sách thì mình vẫn đập sách mị, tại vì vỏ có vỏ để mình leo ải mà. Đấy. Còn sách thì mình đập sách mị thôi để sau này mình tối ưu hóa thể lực. Ok, bây giờ mình sẽ cho nó ăn đan trước hay là đập sách trước hoặc là nâng level trước như nhau, chả khác gì cả, giống như là từ đông sang tây và từ tây sang đông vậy thôi, chả có gì khác cả. Anh em cần thì mình có thể cho mọi người cái bảng công thức tính để mọi người nhập vào để mọi người test thử. Trước kia mọi người cũng có thể là xem một cái video của mình về cái công thức tính lực á, mình có public trên YouTube, anh em nào cần thì mình có thể tải về để mọi người xem nha. Đấy. Ghép cuộn trí lực. Ok. Rồi ở đây mình có 33 cuốn sách vỏ này. Đấy, 33 cuốn sách vỏ. À, 800m rồi, mình xài hết ngân lượng luôn đi. Nâng cho chiều cao lên. Đấy. Nhận vàng. Đây. Lên thế lực thì mình sẽ lên được nhận thêm vàng nữa. Ngân lượng nữa. Mình lại có ngân lượng mình bung tiếp. Con ngạc này của mình thì mình dự đoán mình có thể bung được tầm 6m thế lực nha anh em. Là bao gồm cả cái nguồn tài nguyên mà mình đi ải sắp tới mà mình nhận được. Mình anh em bung xong vỏ anh em là mọi người anh em có thể đi ải tèn tèn được rồi. Anh em cày ải, mọi người có thể cày tay, mọi người có thể đi bằng tay. Nhưng mà mọi người có, nhưng mà có dư thời gian á, mọi người có nhiều người thời gian, mọi người có thể đi tốn 3 phút. Còn đi bằng tay thì mọi người đánh nhanh hơn, thao tác tay nhanh hơn thì nó chỉ mất tầm 1 phút để đi một ải thôi. Vệ thanh thì mọi người không nên nhận về nha. Anh em nào có muốn lên VIP 8 thì mọi người mới chơi vệ thanh, còn nếu không thôi mình cứ để đó mình không nhận, chả ảnh hưởng gì cả. Đây, tại vì vệ thanh hồng nhan của nó là tới VIP 8 mới có, mà còn một con tướng mà không có hồng nhan á thì tính ra là con tướng nó phế. Giai đoạn đầu thì mọi người không nên nâng hài nhi đâu, đu sau top 7 ngày rồi muốn làm gì làm. Còn giai đoạn đầu tiên thì cứ tích vàng hiệu quả nhất để mọi người mua mấy cái đồ là mọi người đổi đêm tiệc này nọ. Đấy, mọi người mua lệnh rồi không nên tốn nhiều tiền vào cái vấn đề mà mở thư viện hoặc là mở ô hài nhi hoặc là nhốt tướng này nọ, không cần quan tâm, cứ vàng và mua gói full thôi. Cái này là do nạp 20k sau đó quay, bạn này quay rất là hên, được hẳn 4 skin con cao trường cung luôn, 4 skin cao trường cung luôn. Đây, để mặc lại một skin cho đẹp nè. Đây, mặc lại một skin cho đẹp. Nó cũng trả lên bao nhiêu được thế lực đó anh em, tại vì nó thêm một năm sau trí mà cao chuẩn cung mà nó chuyên về mị mà chả lên được nhiêu. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành đập sách nha. Đấy. Mình sẽ đập con vô con chiều cao này là mình đã đập sách vỏ tôi đó nhiều rồi. Đấy, 127 tư chất rồi nên mình sẽ đập cho con Ngụy Trung Hiền. Đập vỏ 6 sao nha anh em. 6 sao thì nó sẽ dễ mít hơn. Trung bình 6 cuốn thì nó sẽ lên được 1 cuốn. Anh em nào mà hên thì tỷ lệ cao hơn. Nhưng mà nhiều khi tỷ lệ xui á thì nó sẽ lên
thì nó sẽ mít kinh khủng lắm, đặc biệt là những con acc mới. Anh em đập từ từ thôi, không nên đập nhanh quá làm gì. Đấy. Mít kinh á. À, 32 cuốn lên được 7 cuốn. 32 cuốn lên được 7 cuốn. Ok, bây giờ mình sẽ đọc sách trí nha. Hai con này trí hơi nhiều quá nha, sách trí con này hơi bị nhiều á. À, để mình bật cái tiếng lên để cho mọi người nghe cái âm thanh đọc sách. Nhiều người bị nghiện cái âm thanh đêm đọc sách trải này. Nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cương bảo. Ngon 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 ngon. Xui xui. Cuốn mà 74 cuốn mà lên được 28 cuốn, tỷ lệ gần 40%. Hàng này đạp sách trí có vẻ ngon á, hơn 40%. Chính trị thì mình sẽ đạp cho chiều cao luôn. Chính trị mình sẽ đạp cho chiều cao luôn, tại vì chiều cao nó level cao hơn. Kiếm là hung khí, cảm bẫy là hung khí, và ngươi cũng là hung khí. Sau này nó sẽ ra skin của Tứ Giang, nó sẽ ra skin trang bị để mọi người có thể mặc 5 sao. Đây mọi người thấy nè, skin này thì nó ra một skin chính trị 5 sao thì mọi người sẽ dừng đặt 4 sao, chỉ là đặt 5 sao nha. Kiếm là hung khí, cảm bẫy là hung khí, và ngươi cũng là hung khí. Thank you.
Kiếm là hung khí, cạm bẫy là hung khí, và ngươi cũng là hung khí. Mày... ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc. Mày tỷ lệ mít cao à? Ok, mình lên được 4 triệu 6 thế lực rồi nè. Kiếm là hung khí, cạm bẫy là hung khí, và ngươi cũng là hung khí. Đem đại nghĩa thắng hung tàn. Kiếm là hung khí, ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc. Mình còn 15k vàng, mình sẽ mua hết gói luôn nha anh em. Để mình mở kể cái mình kiếm thêm lính, hay còn bao nhiêu mình sẽ mua gói. Kiếm là hung khí, cạm bẫy là hung khí, và ngươi cũng là hung khí. Mít, có mấy cú mít nữa. Đem đại nghĩa thắng hung tàn, để chi nhân thay cương bảo. Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc. Kiếm là hung khí. Kiếm là hung khí, cạm bẫy là...
Kiếm là hung khí, cảm bẫy là hung khí, và ngươi cũng là hung khí. Được 5 triệu thế lực anh em. Kiếm là hung khí, cẩn thận trung thành, biết. Kiếm là hung khí, đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay. Cẩn thận trung thành, ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc. 5 triệu thế lực. Giờ mình sẽ tiến hành buông ải. Giờ buông ải đóng thành lên. Nên mọi người xem video tới đây thôi nha. Đấy, rồi có thể là sau khi mọi người xem xong cái video này á, là cái server này nó cũng đã kết thúc đua top rồi. Đấy, thì mọi người có thể và xem là mình cuối cùng là mình đi bung hết ải, rồi mình lấy cái nguồn tài nguyên từ đi ải á, rồi mình đập thêm nó lên được bao nhiêu mét thế lực nha mọi người. Đấy, thì mình đoán là mình sẽ rơi vào tầm khoảng 6m1 hoặc là 6m2 hoặc là 6m5. Nếu may mắn em có thể là 6m5 thế lực. Đấy, rồi mọi người có thể coi là mình có thể ăn được vương hay là vương thế lực là vương top ải hay không nha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem xong video này của mình. Tại vì cái thời gian mình đua top ải thì nó rất là lâu, mình không thể nào quay hết cho anh em xem được. Nên anh em có thể là xem tới đoạn này rồi anh em vào server 435 để anh em coi kết quả đua top nha. Ok, anh em nào mà có nhu cầu nạp game thì liên hệ mình theo cái thông tin mà ở trong phần mô tả video này. Đấy, rồi anh em nào cần nạp game thì liên hệ mình nha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem xong video này của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.